Hello baby. Đêm qua anh đã chuẩn bị 100.000 đồng tiền thuế phòng, và 1.001 cái bao cao su, và 1.002 viên thuốc người thai. Và anh chỉ dành một chút rất là ít cảm xúc để viết lên bài hát này dành cho em. Nè, 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 nè. Ê, anh VD hả? Em làm cái con cặc gì mà cái đầu mẹ cái chở em hoài vậy anh VD? Hả? Anh làm cái con đủ má cái con cặc gì mà anh chửi hoài vậy VD? Mày thấy tao tỏa sáng nên mày rất ghét tao. Thích sao luôn rất tưởng tượng để bốc phét sao. Chó không cần hầu kỳ này về tao hứa vô tận. Hẻm không cho sống thách mày chống sức tao vô tận. Phận được làm đệ không biết thân mà cứ ngổ ngáo. Ngon cứ đi tìm tao để rồi coi ai sẽ đổ máu. Mày cần phải thức tỉnh tao nói đúng đừng có bực mình. Ông bà ngày xưa có câu nói ai có tật thì sẽ giật mình. Quà số để bán được làm con cặc gì vậy bạn hiền. Chỉ có chó ngu mới nói làm nhạc thật sự là vì tiền. Công việc tay phải tay trái tao đéo có thiếu. Muốn thắng được tao cỡ chục năm nữa thì mày mới có phiếu. Làm chuyện xàm lồn để rồi bây giờ bị dèm pha. Nghĩ không đi, đi không đặng quay lại thức tỉnh rồi ảnh thèm ca. Mày thức cũng được, tao sẽ cho mày ngủ lại. Tao hiếp dâm nhà của mày như cha dựng hiếp cháu gái khi qua nhà chơi và ngủ lại. Ê VD, tưởng mày ngon hả? Đừng có bố láo, mày làm cái đéo gì thương đàn em được như là tao. Tao cho level star 500.000 đóng tiền học nghe chưa. Tao là triệu phú tiền Việt Nam mà tuổi 20 nghe chưa. Na rap chứ ông không là thằng đệ tử lấu lồng tên na như gái đang quên công cha. Mày dèm pha tao không tha tao xông pha. Mày là na tao là cha mày thì nên gọi tao là na cha. Ê VD mày lại nói xạo nữa rồi. Mày làm cái đéo gì có bằng công dịch. Mày chỉ ăn bám xã hội tao bán anh bùm biết anh cấp. Mày 10.000 một đĩa nghe chưa. Tao là triệu phú tiền Việt Nam mà tuổi 20 nghe chưa. Từ ngày biết rap VD đã hớp hồn mày, tới người mù còn thấy được sự xạo lồn của cái thằng này. Mày chỉ muốn kiếm tiền gây chú ý nên mày làm rùm beng. Được kiếm thêm mấy thằng chú hò đi theo muốn lân đánh trống tùng 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 trang. Tao là tướng 5 sao, mày tại căm tao so tao với thằng bấn bựa như tờ 1 sao. Muốn đâm tao thì đâm sao tao chết, chứ đừng tạo thêm sức mạnh để chúa ngày càng được nâng cao. Tao khuyên tụi mày muốn sống lâu thì nên sống chậm. Còn tao thà chết sớm nhưng phải sống sao cho đậm. Nói chứ, tụi mày rap thật là hay mà. Lyrics và flow thật là đỉnh. Call me the light. Chúng mày rapper ăn mặc như là chăn trâu. Ngăn câu tao khiến tụi mày hết hồn vì mức độ thâm sâu. Băng flow nhưng lyrics tao nóng như là lửa. Cách chơi phần chơi flow chơi chữ có thể chơi vợ. Mày nên có chữa, có cửa. Để mà chơi với tao thì mơ tiếp đi. Cho cậu lên chìm vô quá khứ sau khóc lóc và biệt ly. Tóm lại nhạc tao là suy nghĩ. Cậu Kiên là tự kỷ. Ngọc Lan là con đĩ. Thú nuôi là Binzy. Wave the radio tell my heart sao không thua. Flow mày da ô lại cứ hỏi sao không chua. Chó cứ chống chọi rồng lại hỏi sao không thua. Nhạc mày như là mặt mày như cặc lại hỏi sao không mua. Vợ tụi mày thèm cô tao ngu sao không cua. Tao ông vua mày ghét tao nhưng cháu bởi đích sao không xua. Cậu ngông cuồng chống chúa rồi lại hỏi sao không thua. Cánh cục mà đòi lượng thì đồng phận ngu sao không đua. Ở cái đầu mà anh VD, anh em chưa nói chuyện xong mà ở cái đầu mà em làm cái con cặc gì mà ủa anh tưởng anh ngon lắm. Cái đầu mà anh VD, anh tưởng cái đầu mà anh ngon lắm hả? Cái đầu mà em chờ anh, cái đầu mà cái địa chỉ ở bên này để cái đầu mà anh ngon, anh qua đây anh làm cái con cặc gì em thì làm đi anh VD. Quá ơi, 68 rồi. Ủa 68 hả? Tiếu hẹn 48 thôi. Quay đi, quay đi, quay đi, quay đi, quay đi, quay đi, quay What the hell are you?